Thì trong tuần vừa qua thì về kinh tế vĩ mô của thế giới thì chúng ta có một số cái thông tin khá là tôi cho rằng là tích cực. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề về lợi suất trái phiếu của Mỹ kỳ hạn 10 năm thì đã có cái xu hướng là đi xuống sau một khoảng thời gian là đi lên, thì các anh chị cũng thấy rất là rõ với việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đi xuống nó cũng thể hiện được hai điều. Thứ nhất là giới đầu tư cho rằng cái chính sách tiền tệ của Fed trong cái thời gian tới ít nhất là trong ngắn hạn tiếp tục duy trì cái nới lỏng. Yếu tố thứ hai liên quan đến cái quan điểm của giới đầu tư về kỳ vọng lạm phát. Mặc dù lạm phát hiện nay đang ở mức độ khá là cao ở Mỹ, thì tuy nhiên với cái việc lợi suất trái phiếu giảm như này thì có thể nói là quan điểm giới đầu tư về kỳ vọng lạm phát là tương đối là thấp và có thể là trong thời gian tới sẽ giảm trở lại. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng nó tích cực cho thị trường tài chính. Lạm phát của tháng 6 của Mỹ chính thức ở mức 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái và ở mức độ 0,6% so với tháng trước. Thì tôi cũng nhấn mạnh đến lạm phát đấy là mức cao. Thì tuy nhiên thì theo quan điểm của Fed cũng vẫn tiếp tục duy trì là lạm phát cũng chỉ ở mức độ tạm thời và trong giai đoạn chuyển giao. Khi nền kinh tế có sự phục hồi trở lại thì chắc chắn lạm phát sẽ có xu hướng đi xuống. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, mặc dù không cao như mức hiện nay. Theo quan điểm của Goldman Sachs thì Fed sẽ chấm dứt bắt đầu giảm dần quy mô của gói QE vào cuối năm nay và quy mô giảm sẽ là 15 tỷ một tháng cho đến khi hết vào cuối năm 2022, đầu 2023 sẽ tăng lãi suất. Thì các anh chị cũng lưu ý, theo quan điểm của chúng tôi đồng ý với cái nhận định lộ trình này và chúng ta đưa ra cái hành xử phù hợp. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong tuần qua đã tuyên bố một thông tin là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 0,5%. Thông tin này cũng khiến cho thị trường tài chính châu Á có những cái phiên tương đối là tích cực. Thế tuy nhiên tôi cũng lưu ý các anh chị rằng là đây là một cái hành động mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thực hiện khoảng trong vòng 4 đến 5 năm qua. Mức dự trữ bắt buộc của Trung Quốc ở mức độ rất là cao, trong năm 2014-15 ở mức độ trên 15%, và thời gian gần đây thì họ cứ giảm dần và bây giờ họ giảm xuống mức 10,5%. Thì họ đang hỗ trợ cho chủ yếu cho cái hệ thống ngân hàng của họ hiện nay đang có một số cái vấn đề cụ thể. Tuy nhiên điều đấy không có nghĩa rằng là họ sẽ bung tín dụng ra đâu, bởi vì họ cũng tương tự như Việt Nam, họ có cái yếu tố về kép trần tín dụng của bên Trung Quốc thì họ vẫn tiếp tục duy trì ở mức độ từ 12-13% và sẽ không có thay đổi gì trong thời gian tới. Giá dầu Brent đã giảm mạnh so với mức đỉnh sau khi OPEC đã dự kiến dừng chương trình cắt giảm sản lượng khi giá dầu đã đạt được cái mức nó họ thỏa mãn kỳ vọng. Thì quan điểm của chúng tôi cũng đã rất là rõ, mặc dù giá dầu đã có những cái phiên rất là mạnh nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn duy trì quan điểm giá dầu rất khó vượt qua ngưỡng 7x này. Lý do rất đơn giản, đó là cái sức ép ngầm từ Mỹ. Chúng ta thấy rằng mỗi khi giá dầu ở mức độ thấp thì Mỹ đã có sự thúc ép OPEC cắt giảm sản lượng rất là cao. Thì tuy nhiên mỗi khi giá dầu ở mức độ cao thì nó sẽ quay trở lại, nó đe dọa cái áp lực lạm phát lên kinh tế của Mỹ. Thì do đó thì họ muốn duy trì ở cái ngưỡng từ 60 đến 70. Thì chúng ta lưu ý cái yếu tố này, chúng ta tư vấn cho khách. Về kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong cái tuần vừa qua thì chúng ta cũng biết là một cái điểm nóng nó liên quan đến vấn đề về dịch bệnh Covid thì các anh chị cũng đã biết rồi. Chính phủ đã chỉ đạo áp dụng chỉ thị 16 cho nhiều tỉnh thành diễn biến phức tạp. Tuy nhiên chúng ta không nên hoảng loạn, bởi vì theo quan điểm của tôi thì tại thời điểm này nó khác hoàn toàn so với cái thời điểm của tháng quý 2 năm 2020, khi mà nền kinh tế đã chịu một cái cú sốc khá là mạnh với tăng trưởng GDP chỉ ở mức 0,36%. Thì tại thời điểm hiện nay chắc chắn là GDP sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Thì tuy nhiên cái mức độ ảnh hưởng sẽ không nhiều như là của quý 2 năm 2020. Có 3 lý do sau đây. Lý do thứ nhất đó là hiện nay năng lực xét nghiệm cũng như năng lực chống dịch của chúng ta đã cao hơn thời điểm đấy khá nhiều. Lý do thứ hai là chúng ta đã có vaccine và do đó thì nếu như nền kinh tế có những cái dấu hiệu bị đứt gãy thì chính phủ sẽ tập trung nguồn lực vaccine cho các cái tỉnh thành mà diễn biến dịch phức tạp và do đó thì cái mức độ ảnh hưởng sẽ không cao. Và cuối cùng nữa là chúng ta vẫn còn một số cái khu vực kinh tế mà vẫn không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và vẫn đang tiến hành trạng thái bình thường, như chúng ta hiện nay vẫn có khoảng tầm 20 mấy tỉnh thành phố ấy, là vẫn đang được duy trì trạng thái là nền kinh tế ở trạng thái bình thường. Thì ở đây tôi lưu ý các anh chị chắc chắn là tăng trưởng GDP sẽ giảm rồi. Và CME hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống mức 5,9%. Thì như các anh chị cũng thấy thì đầu năm cũng rất nhiều các cái tổ chức người ta dự báo Việt Nam năm nay phải 7,5%. Nhưng mà tôi cũng đã cảnh báo anh chị là cái con số đó rất khó đạt được, bởi vì dịch bệnh Việt Nam chúng ta không giải quyết dứt điểm được bởi chúng ta không có vaccine. Thì thực tế là đã diễn ra đúng như vậy. Tuy nhiên tại thời điểm này nhiều người bi quan thì tôi lại thấy là bình thường, tức là chúng ta sẽ xử lý được, chỉ có điều câu chuyện nó phải dài và tăng trưởng của chúng ta năm nay chỉ dao động ở mức độ 5,8 đến 6% thôi. Mặc dù vậy thì con số này cũng đáng để chúng ta không có quá bi quan. Các ngân hàng thương mại trong cái thời gian vừa qua đã bắt đầu cái chỉ đạo của ngân hàng nhà nước là giảm mạnh lãi suất
cụ thể trong trong thời gian vừa qua đã có STB, ACB, VCB và một số ngân hàng nhỏ đã tuyên bố về những cái gói hạ lãi suất cho các doanh nghiệp. Thì ở đây chúng ta đều hiểu rằng nếu cái mức độ hạ lãi suất khoảng 1% nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu là ngân hàng họ sẽ triển khai ở một mức độ vừa phải với một số đối tượng cụ thể chọn lọc, cho nên cái mức độ ảnh hưởng về về lợi nhuận là có, nhưng cái mức độ nó cũng không phải là cao như là chúng ta tính toán thuần túy con số đó. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì các anh chị nên thận trọng với nhóm cổ phiếu ngân hàng đã tăng nóng thời gian vừa qua, và bởi vì lợi nhuận của hai quý cuối năm chắc chắn là sẽ khó mà tăng trưởng mạnh như hai quý đầu năm được. Cái điều đấy là chúng ta cũng đã hiển nhiên rồi. Còn về vấn đề về vaccine Việt Nam hiện nay triển khai như thế nào thì hiện tại thì theo số liệu của Bộ Y tế thì tính đến ngày hôm qua đã có 3,95 triệu liều vaccine được tiêm, chiếm khoảng 4% dân số. Trong đó những số lượng những người tiêm đủ liều là khoảng trên 300.000, con số này tương đối ít. Tuy nhiên trong vòng 2 tuần tới thì cái mức độ này sẽ tăng vọt lên rất là nhanh, bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã nhận đủ vaccine khoảng 2 triệu liều, và chỉ trong vòng 2 tuần tới thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm rất là mạnh. Thì chúng ta cũng yên tâm là có thể trong tháng 8 lượng vaccine về nhiều khoảng 30 triệu liều. Thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chắc chắn tôi cho rằng sẽ giữ được thế trận. Nhìn chung mà nói thì Việt Nam có cái điểm thuận lợi, đó là cái năng lực triển khai tiêm sẽ là nhanh, chúng ta chỉ thiếu nguồn thôi. Tham chiếu kinh nghiệm của Trung Quốc, một cái quốc gia mà cũng có cái nền thể chế chính trị tương tự như Việt Nam, thì chỉ trong vòng khoảng 4 tháng họ đã tiêm con số từ khoảng tầm 200 triệu liều đã lên tới con số 1,4 tỷ liều. Thì có thể thấy các anh chị có thể thấy đang rất rõ là chúng ta nếu có nguồn vaccine chúng ta sẽ triển khai nhanh, thì đấy là cái điểm tích cực. Để xin hết mời các anh chị khác. Dạ vâng, kính chào các anh chị. Và sau đây thì chúng tôi xin tiếp tục cập nhật về diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam trong tuần vừa qua. Thì trong tuần vừa qua thì lo ngại về lạm phát tiếp tục kìm chân các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù vậy thì cả hai chỉ số là S&P 500 và Dow Jones đã chạm mức cao mọi thời đại mới trong cái tuần vừa qua trước khi điều chỉnh về những cái phiên cuối tuần. Và ngoài nỗi lo lạm phát như anh Tuấn vừa chia sẻ thì nhà đầu tư trên phố Wall cũng lo ngại rằng là số ca nhiễm mới do COVID-19 biến thể Delta tăng nhanh thì có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ và một số các thị trường khác. Nên là trong tuần vừa qua thì chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 1%, Dow Jones thì giảm nhẹ 0,5%, thị trường châu Âu cũng có tín hiệu giảm nhẹ. Tuy nhiên thì điểm tích cực đã diễn ra ở khu vực châu Á. Sau khi mà châu Á giảm trong tuần trước thì đến tuần này thì các chỉ số châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông đều có tín hiệu phục hồi trở lại. Đây một phần cũng được ảnh hưởng nhờ cái tín hiệu hạ dự trữ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Trung Quốc. Và riêng đối với thị trường Việt Nam và Philippines thì trong tuần vừa qua giảm tương đối mạnh. Riêng Việt Nam giảm 3,6% và Philippines cũng giảm khoảng 2,1%. Và cái ảnh hưởng của Việt Nam thì cũng tương đối rõ ràng là do cái làn sóng dịch thứ tư tại Việt Nam đang rất là nhanh, nên là đã tác động phần nào đến tâm lý của nhà đầu tư, và đó nên làm thị trường điều chỉnh. Và về diễn biến của chỉ số S&P 500 trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là chỉ số S&P 500 đã đạt đỉnh mới ngay trong những phiên đầu tuần, và sau đó thì đã điều chỉnh trở lại vào những phiên cuối tuần. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là mặc dù phiên cuối tuần điều chỉnh tương đối mạnh, nhưng mà xu hướng của chỉ số S&P 500 vẫn là đang trong một cái xu hướng đi lên, và ngắn hạn khi mà chạm những cái vùng kháng cự cao của Fibonacci như là vùng 161.8%, vùng 4.316 điểm thì có thể sẽ có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh, nhưng mà xu hướng thì vẫn là đang trong cái xu hướng đi lên cũng tương đối mạnh mẽ. Và nhìn về cái tốc độ bơm tiền của ngân hàng trung ương Fed thì hiện tại là bảng cân đối tài sản của Fed đã vượt là 8,2 nghìn tỷ, và đây là một cái vùng đỉnh mới của Fed trong tuần vừa qua, và với hơn 1,4 nghìn tỷ được tăng thêm trong một năm vừa qua khi mà ngân hàng trung ương Mỹ vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ mua là 120 tỷ đô la Mỹ tài sản một tháng. Và kể từ đầu năm đến nay là tổng tài sản của Fed đã tăng khoảng 10,77% và đã chiếm khoảng 37% GDP của Mỹ. Và từ giờ đến cuối năm ấy, thì chúng tôi cho rằng là Fed vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái nhịp độ mua tài sản này, và quy mô bảng cân đối tài sản sẽ tiếp tục tăng lên mức cao mới trước khi mà Fed có cái tín hiệu là tăng lãi suất hoặc là giảm bảng cân đối tài sản trong giai đoạn năm 2022 hoặc 2023. Và chính vì vậy, nếu mà Fed vẫn tiếp tục cái xu hướng nới lỏng thì rõ ràng là chỉ số chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán thế giới vẫn đang trong cái xu hướng sẽ tiếp tục tăng,
Và câu hỏi đặt ra là Fed họ cũng phải rất là cân nhắc trong cái quá trình là làm giảm bảng cân đối tài sản để tránh không ảnh hưởng đến những cái thị trường đang tăng rất là nóng trong thời gian vừa qua như thị trường Mỹ hay là thị trường ở khu vực Emerging Market. Rõ ràng là chúng ta phải chờ đợi cái tín hiệu của Fed để theo dõi, còn ngắn hạn thì tín hiệu lạc quan thì vẫn đang được duy trì. Về xu hướng dòng tiền thì chúng ta thấy là trong 2-3 tuần gần đây khi mà chúng tôi cập nhật thì rõ ràng là sau những cái ngày 15-16 khi Fed họp thì tiền tệ ở khu vực Emerging Market và Frontier thì đã bị mất giá tương đối rõ, và điều này đã làm cho cái dòng vốn rút ra khỏi những cái thị trường này. Tuy nhiên thì đến tuần này thì cái áp lực rút dòng đã giảm dần và một số thị trường đã được vào dòng. Ví dụ như là Đài Loan thì đã trong tuần vừa qua nhà đầu tư nước ngoài đã vào 1,78 tỷ đô. Indonesia và Hàn Quốc cũng bắt đầu đã thu hút được dòng vốn ròng là từ 130 triệu đến 224 triệu đô. Còn một số thị trường khác đang bị rút dòng như Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, nhưng mà với cái số rút là giảm dần. Còn riêng Việt Nam thì trong tuần vừa qua là dòng vốn vào khoảng 94 triệu đô. Đây là một tín hiệu rất là tích cực trong cái bối cảnh là toàn khu vực đang bị rút vốn rất là mạnh, thì chúng ta đang được huy động được vốn. Đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam trong cái thời gian gần đây. Và với diễn biến của chỉ số VN-Index thì chúng ta thấy rằng là theo độ thị tuần thì như chúng tôi đã chia sẻ, vùng kháng cự gặp những vùng kháng cự mạnh ở vùng 1.424 điểm, ở vùng mà chúng ta cần theo dõi, thì sau 2 tuần chúng tôi cảnh báo thị trường đã có những nhịp điều chỉnh, và VN-Index trong tuần vừa rồi đã giảm tuần thứ hai liên tiếp với mức giảm là 3,55% và chốt tuần thì dưới ngưỡng 1.300 điểm. Tuy nhiên thì có một cái điểm quan trọng là sau khi một cái nhịp giảm sâu kiểm nghiệm lại những cái đường như là MA 100 ngày và như các bạn có thể nhìn thấy ở đồ thị ở đây là đường MA 20 tuần thì chỉ số VN-Index đã bớt được cái đà giảm và đã có tín hiệu phục hồi trở lại. Và sau 2 tuần giảm điểm thì VN-Index đã chạm hỗ trợ MA 20 theo đồ thị tuần tương ứng là vùng 1.278 điểm. Và ngưỡng này thì cũng tương ứng với ngưỡng của MA 100 theo đồ thị ngày. Và chúng ta chú ý là cả hai ngưỡng này đều là những ngưỡng mà hỗ trợ rất là mạnh trong thời điểm ngắn hạn. Và nhớ lại cái vùng điều chỉnh thời điểm tháng 1, tháng 2 thì VN-Index cũng không xuyên qua được cái đường MA 20 theo đồ thị tuần. Và đến thời điểm này thì khi mà chỉ số VN-Index chạm cái ngưỡng này cũng bắt đầu có tín hiệu phục hồi. Và chúng tôi cho rằng là có vẻ như là VN-Index đã tìm được điểm cân bằng khi mà chạm những cái đường MA hỗ trợ mạnh trong cái thời điểm này. Và nếu như kịch bản diễn ra giống như thời điểm tháng 1 thì có vẻ như cái vùng 1265 đến 1275 đang có vẻ như là vùng tích lũy tại đáy của chỉ số trong cái thời điểm gần đây. Và về thanh khoản thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản của HNX trong tuần vừa qua là đạt 17.554 tỷ, đã giảm khoảng 27% so với tuần trước. Và cái việc thanh khoản giảm như này cũng tương đối phù hợp với những cái phiên phục hồi từ vùng hỗ trợ, khi mà nhà đầu tư còn tương đối nghi ngờ về nhịp phục hồi kỹ thuật tại những cái vùng hỗ trợ như MA 100 hay MA 20 tuần. Và do đó nên là họ đang thận trọng quan sát. Và chính vì vậy khi mà thị trường thận trọng và đang chờ đợi các tín hiệu tích cực hơn thì do đó là thanh khoản có tín hiệu là giảm so với những cái tuần trước. Và thông thường khi mà chúng tôi xem lại các cái vùng đáy kỹ thuật từ cái vùng đáy của tháng 7, tháng 8 năm 2020 đến vùng đáy tháng 1 năm 2021 thì rõ ràng là tại những cái vùng đáy của thị trường thì thanh khoản đều có tín hiệu là ở mức rất là thấp và sau đó đi dần đều đi lên. Và đến thời điểm hiện tại thì rõ ràng là chỉ số cũng đã gần sát những cái vùng đáy kỹ thuật và thanh khoản trong tuần vừa qua giảm thì chúng tôi cho rằng là một tín hiệu tích cực, bởi vì tại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đấy mà áp lực bán mà tiếp tục duy trì tăng và thanh khoản cao thì điều đó có nghĩa là cái lượng áp lực cung nó còn rất lớn. Còn đến những cái phiên cuối tuần qua khi thị trường phục hồi và áp lực bán suy giảm thì đấy là một điều cho thấy là nhà đầu tư cũng đã trấn tĩnh hơn và đang chờ đợi những cái vùng cân bằng của thị trường. Và về giá trị giao dịch bình quân của toàn thị trường trong thời điểm lũy kế đầu tháng 7 đến nay đã đạt khoảng 27.481 tỷ, có tín hiệu giảm nhẹ so với vùng đỉnh thanh khoản vào tháng 6, nó là khoảng gần 30.000 tỷ của cả ba sàn. Về cơ cấu của các nhóm nhà đầu tư thì trong cái tuần này chúng ta thấy rằng là nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục bán ròng tuần thứ ba liên tiếp
với giá trị ròng là 1.672 tỷ. Và khi mà nhà đầu tư cá nhân bán ròng 3 tuần liên tiếp thì ngược lại là nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng một mạch 3 tuần, đỡ lại cái áp lực bán ròng của nhà đầu tư cá nhân. Và trong tuần vừa qua thì họ đã mua thêm khoảng 2.355 tỷ. Và đây là cái giai đoạn mà khá giống với thời điểm tháng 1 năm 2021, khi mà nhà đầu tư cá nhân bán ròng rất là mạnh tại thị trường, khi mà tại vùng điều chỉnh thì nhà đầu tư nước ngoài lại quay trở lại mua vào. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nhà đầu tư cá nhân bắt đầu mua vào, mà tuần này nếu mà mua vào dòng thì có thể sẽ confirm là đây là cái vùng đáy của thị trường, giống như đã từng diễn ra vào thời điểm tháng 1 năm 2021. Và đây là điểm mà chúng ta cần chờ đợi, và điểm tích cực nhất trong giai đoạn này đó là dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài đang trở lại, và trở lại rất rõ ở cái xu hướng thông qua kênh ETF. Thì chúng ta thấy rằng ở đây nhà đầu tư nước ngoài đã bán dòng liên tiếp trong năm 2021, nhưng đã mua dòng rất là mạnh mẽ trong những cái tuần gần đây, nhất là 3 tuần gần đây. Và trong tuần vừa qua thì cũng mua dòng hơn 2.200 tỷ trên sàn HSX thông qua khớp lệnh là 2.200. Và phần lớn cái mua dòng của nhà đầu tư nước ngoài ở đây là thông qua giải ngân của các quỹ ETF. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là một bất ngờ nữa tiếp tục đến đối với thị trường Việt Nam, đó là quỹ Fubon tiếp tục là giải ngân thêm 80 triệu đô. Và chúng ta nhớ rằng là trong tuần trước quỹ Fubon cũng đã giải ngân gần 40 triệu đô vào thị trường Việt Nam, và đến tuần này lại thêm 80 triệu đô nữa. Tức là chỉ trong 2 tuần thôi có khoảng hơn 120 triệu đô đã đổ vào thị trường Việt Nam một cách rất là mạnh mẽ. Và đây là một cái giai đoạn chúng tôi cho rằng là tương đối bất ngờ về xu hướng dòng vốn ngoại và tập trung vào các quỹ ETF. Và nếu dòng vốn ngoại mà tiếp tục huy động mà đổ vào thị trường tích cực như thế này thì rõ ràng là sẽ là một cái lực đỡ rất là tốt khi mà thị trường đang ở vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và Fubon trong tuần vừa qua là giải ngân 80 triệu. Trong đó một điểm nhấn nữa đó là quỹ Kim Index của Hàn Quốc cũng đã quay lại giải ngân khoảng 7,2 triệu. Trong khi đó quỹ này rút dòng từ đầu năm đến nay. Các quỹ còn lại như là quỹ ASEAN Growth Group ETF thì cũng giải ngân thêm 5,1 triệu. Và quỹ này là quỹ của Mỹ, và để trong 2 tuần vừa rồi thì một lần đã giải ngân khoảng gần 2 triệu, và lần này đã giải ngân khoảng 5,19 triệu. Đó là tổng từ đầu năm đến nay quỹ này mới thành lập và đã giải ngân gần 7 triệu đô. Và một quỹ còn lại là quỹ VanEck VNM ETF đã giải ngân thêm là 1,93 triệu, tăng thêm cái lượng giải ngân từ đầu năm nay là 31 triệu. Và chính vì vậy là tính từ đầu tuần đến nay, tuần trong tuần vừa qua là nhà đầu tư thông qua kênh ETF đã huy động được là 94 triệu đô và đổ vào thị trường Việt Nam, và đây là một trong những tín hiệu rất là tích cực trong thời điểm hiện tại. Và câu hỏi đặt ra là tại sao trong cái bối cảnh mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và điều chỉnh rất là mạnh thì nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tại Đài Loan lại giải ngân mạnh như vậy? Thì chúng tôi cho rằng là cái câu chuyện này khá giống như câu chuyện của Đài Loan vào thời điểm tháng 5 năm 2021, khi mà Đài Loan bị ảnh hưởng bởi virus Delta, biến thể Delta của Covid-19, và sau đó thị trường Đài Loan lại tăng mạnh trở lại. Chính vì vậy nên là nhà đầu tư Đài Loan cho rằng là đây là một cái cơ hội giải ngân rất là tốt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Nó có cái tính chất là tương tự. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là về đồ thị thì VN-Index đã chạm hỗ trợ 50% của Fibonacci Extension là ngưỡng 1274 và đã phục hồi trở lại. Cái ngưỡng hỗ trợ này cũng đồng pha với ngưỡng hỗ trợ của đường MA100 ngày là màu tím ở vùng 1271, tức là các đường hỗ trợ đang giao thoa nhau ở đây. Và điểm thứ hai là RSI sau khi chạm sát ngưỡng 30, tức là sát về vùng quá bán, đã có tín hiệu phục hồi tăng trở lại lên mức 38. Điểm thứ ba là theo thống kê thì phần trăm số mã trong rổ VN Index nằm trên đường MA20 ngày đã về mức thấp nhất 11,1%, và trong tuần vừa qua sau khi giảm về mức 11,1% thì đã tăng lên 18,36%. Điều đó cho thấy là giá của nhiều cổ phiếu đã bắt đầu là sau cái nhịp quá bán và đã có tín hiệu phục hồi, và nhất là cái phần trăm những cái cổ phiếu trong rổ VN Index mà có RSI nhỏ hơn 30, tức là nằm trong vùng quá bán á, thì sau khi giảm còn 5% cũng đã bật tăng lên 16,6%. Sau khi tăng lên 16,6% ở giữa tuần thì còn đã giảm lại là 5,48%. Điều đó có nghĩa là trong cái rổ VN-Index đã có khoảng 16% cổ phiếu bị bán tháo và đã rơi vào ngưỡng RSI nhỏ hơn 30, và sau đó thì phục hồi trở lại khi mà cái chỉ số này đã vượt qua đường 30 và tăng trở lại. Và chính vì vậy nên là cả hai chỉ báo này đều đang cho thấy là VN Index đang ở các vùng đáy kỹ thuật, giống như các lần phản ứng trước đây
những cái làn sóng Covid trước đây của năm tháng 7, tháng 8 năm 2020, tháng 1 năm 2021 và đến thời điểm hiện tại là một trong những cái vùng mà có những cái chỉ báo kỹ thuật đang báo hiệu như vậy. Và vì vậy nên là tín hiệu tạo đáy kỹ thuật của chỉ số VN-Index đã diễn ra và nhà đầu tư có thể quan sát thêm xu hướng trong những phiên đầu tuần để hành động. Chúng tôi cho rằng là giai đoạn này là cần rất cần là tỉnh táo để chờ những cái cơ hội mua chứ không nên bi quan. Và anh chị có thể nhìn thấy ở đồ thị đây thì chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp điều chỉnh thì mức PE của thị trường đã về mức tương đối hợp lý, từ mức PE là 19.3 lần thì bây giờ mức PE của VN-Index đã điều chỉnh về còn khoảng 17.8 lần, đã hợp lý hơn rất là nhiều so với giai đoạn trước, trong khi đó PE forward chỉ có khoảng 15.3 lần mà thôi. Và với mức PE forward như thời điểm hiện tại và với kỳ vọng tăng trưởng của các nhóm ngành cổ phiếu trên VN-Index trong năm 2021 tăng trưởng khoảng trên 20%, chúng tôi cho rằng là cái vùng PE forward là 15.3 lần là vùng rất là hấp dẫn để chúng ta có thể xem xét đầu tư chọn lọc những cái cổ phiếu mà có định giá còn tương đối hấp dẫn trong cái thời điểm này. Chính vì vậy nên là đây là một cái thời điểm mà chúng ta chọn lọc cơ hội để giải ngân cho cái chu kỳ 6 tháng cuối năm là rất hợp lý. Và nhìn về cái câu chuyện của Đài Loan với Việt Nam thì chúng ta nhìn thấy là cái giai đoạn đầu tháng 5 khoảng ngày 12 đến ngày 15 tháng 5 tại Đài Loan thì cái dịch Covid-19 mà biến chủng Delta cũng làm thị trường Đài Loan cũng đã giảm rất là mạnh, giảm mức về mức sâu nhất trong vòng 14 tháng. Và sau đó thì thị trường Đài Loan bắt đầu tạo đáy và tăng mạnh trở lại và thậm chí vượt đỉnh. Và chỉ sau khoảng 2 tháng thì thị trường Việt Nam cũng đã có một cái nhịp điều chỉnh tương tự như đã từng diễn ra ở Đài Loan. Và sau khi mà chạm đường MA 100 thì chỉ số VN-Index cũng bắt đầu có tín hiệu chững lại và tạo đáy và đang có tín hiệu phục hồi. Và chính vì vậy nên chúng tôi cho rằng là về mức tương quan về mặt đồ thị thì rõ ràng là các phản ứng của thị trường Đài Loan hay Việt Nam đang có vẻ như tương đối giống nhau. Và Đài Loan có xu hướng là đã giảm trước của Việt Nam rồi. Và chính vì vậy nên là khi mà nhà đầu tư Đài Loan có nhìn thấy cái phản ứng của thị trường Việt Nam như vậy, họ cho rằng là đây là một cái thời điểm mà có thể là điểm mua rất là tốt. Những gì đã từng diễn ra tại Đài Loan thì Việt Nam có thể sẽ là tương tự. Chính vì vậy nên là chúng tôi cho rằng là chính vì vậy nên là nhà đầu tư Đài Loan đã đổ vốn vào rất là mạnh thông qua kênh ETF trong những cái tuần gần đây. Và với tín hiệu như này, nhà đầu tư nước ngoài vào tương đối mạnh, gặp các vùng hỗ trợ kỹ thuật, chúng ta đang thấy rằng là đây là một cái cơ hội của chúng ta xem xét tiếp tục chọn lọc cổ phiếu để giải ngân trong cái thời điểm này. Và chúng tôi vẫn tập trung vào những cái cổ phiếu mà có cái tốc độ tăng trưởng tốt và tài sản tốt và có cái đà phục hồi tích cực trong 6 tháng cuối năm ở các cái nhóm lĩnh vực chọn lọc như là ngân hàng như MBB, Techcombank, nhóm chứng khoán có SSI, MBS, BSI, nhóm bất động sản có Vinhome, Vic, Nam Long, Hà Đô, thép thì có Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, dầu khí thì có Ga, BSR, PVS là những nhóm cổ phiếu mà chúng tôi cho rằng là nhà đầu tư có thể tập trung giải ngân thăm dò khoảng 10-15% danh mục tùy tài khoản và hạn chế sử dụng đòn bẩy margin trong thời điểm này. Và nếu mà thị trường tạo đáy chính xác và phục hồi đi lên thì chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và tăng tỷ trọng nếu mà đà phục hồi thị trường tích cực cộng với thanh khoản bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Còn đối với diễn biến của thị trường chứng khoán phái sinh thì trong giai đoạn hiện tại thì chúng tôi cho rằng là sau một cái nhịp điều chỉnh của thị trường cơ sở thì phái sinh cũng đã điều chỉnh tương đối rõ và đang có tín hiệu là tạo những cái vùng cân bằng. Và với bối cảnh hiện tại thì chiến lược trading trong biên độ sẽ hợp lý hơn và những cái vùng kháng cự quan trọng trong nhịp hồi có thể xảy ra ở vùng của chứng khoán phái sinh là 1446 đến 1449 hoặc vùng 1458 đến 1462 là những cái vùng mà chúng ta cần chú ý mở các vị thế sọt nếu mà chỉ số gặp những vùng kháng cự mà có tín hiệu suy yếu. Còn đối với chiều long thì cái vùng chiết khấu hấp dẫn hơn so với vùng hiện tại là vùng 1430, 1433 hoặc là cái vùng hỗ trợ thấp hơn là vùng 1420, 1424. Và chúng ta có thể xem xét mở các vị thế long khi mà thị trường suy yếu, gặp những hỗ trợ mạnh như thời điểm hiện tại thì có thể mở vị thế long và trading trong cái biên của các vùng hỗ trợ kháng cự. Về danh mục trong tuần này thì giống như các tuần trước thì chúng tôi đã chuẩn bị những cái danh mục để chúng ta có thể xem xét mua tại những vùng đáy kỹ thuật của thị trường.
Nếu như trong tuần trước ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái chiến lược bắt đầu mua vào ở cái vùng 1275 đến vùng 1300, thì nếu nhà đầu tư giải ngân thì đã có những cái thành quả khi mà chúng ta đã mua một cái tỷ trọng vừa phải ở cái vùng giá tương đối thấp. Và đối với những cái danh mục cổ phiếu tốt thì chúng tôi cho rằng là khi mà chúng ta giải ngân ở mức độ thận trọng và chọn những vùng giá tốt thì không có vấn đề gì phải lo ngại trong thời điểm này cả. Và trong ngành ngân hàng thì chúng tôi tiếp tục cập nhật giá cổ phiếu MBB, thì kết thúc trong tuần qua thì giá đóng cửa là 29.1 và MBB đã chạm vùng hỗ trợ MA 50 ngày và phục hồi trở lại. Và chúng ta thấy là trong cả một cái chuỗi trend tăng của MBB thì cái phản ứng mạnh nhất của cổ phiếu là ở ngưỡng MA 100 ngày. Tuy nhiên là sau rất nhiều lần mà chạm cái ngưỡng MA 50 ngày đều phục hồi trở lại. Chúng tôi cho rằng lần này thì cái ngưỡng MA 50 ngày theo giá sau chiên nó ở vùng là 28.7 đang là cái vùng mà hỗ trợ rất là tốt cho giá cổ phiếu trong thời điểm hiện tại. Và tính theo mức PE hiện tại và PE forward thì chúng ta thấy là PE hiện tại đang ở 10.8 lần, PE forward là khoảng 9.9 lần, là cũng đang tương đối hợp lý về mặt định giá. Còn về PE trên B thì rõ ràng là đến thời điểm hiện tại là PE trên B chỉ mất ở mức khoảng 2.1 lần và PE trên B forward chỉ khoảng 1.7 lần. Tức là so với nhóm ngành ngân hàng nói chung, chúng tôi thấy rằng là cả PE và PB đều đang có cái mức định giá tương đối hấp dẫn so với mặt bằng ngân hàng nói chung đang ở mức định giá cũng tương đối cao. Chính vì vậy nên là riêng đối với MBB thì chúng ta có thể xem xét tiếp tục mua vào, canh mua vào trong những cái vùng hỗ trợ mạnh như là vùng từ 26.5 đến 28.5 và kỳ vọng vùng bán từ vùng 33 đến vùng 35. Cổ phiếu thứ hai trong nhóm ngân hàng đó là Techcombank. Thì Techcombank cũng giống như MBB là những cái cổ phiếu mà có định giá vẫn còn hấp dẫn. Như P/E của Techcombank là đang khoảng 12.6 lần, còn PE forward thì khoảng 11 lần. Và riêng PB thì chúng ta thấy rằng là PB của Techcombank đang ở khoảng 2 đến 2.3 lần. PB forward đang ở mức khoảng 2 lần. Cũng tương đối phù hợp đối với một ngân hàng mà có tốc độ tăng trưởng rất là mạnh. Nhìn chung trong nhóm ngân hàng thương mại, và đặc điểm của Techcombank trong về mặt xu hướng giá trong thời gian vừa qua là không điều chỉnh giá nhiều so với mặt bằng chung của thị trường và cái điểm giữ giá rất là tốt. Chúng tôi cho rằng là cái vùng MA 50 ngày của Techcombank đang là cái vùng mà có thể là giữ được cái xu hướng tăng trong thời điểm hiện tại, khi mà sau 3 lần chạm cái vùng này thì giá đều bật tăng phục hồi trở lại. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng có thể xem xét tiếp tục mua ở vùng từ 50 đến vùng 52 và kỳ vọng vùng bán từ vùng 60 đến vùng 65 đối với Techcombank. Cổ phiếu thứ ba trong nhóm ngành thép là Hòa Phát. Thì trong cái giai đoạn điều chỉnh vừa qua thì Hòa Phát đã chạm ngưỡng hỗ trợ là MA 100 ngày và bắt đầu có tín hiệu tạo đáy kỹ thuật và phục hồi đi lên. Chúng ta nhìn lại là mỗi lần mà chạm gần sát cái đường MA 100 ngày thì Hòa Phát đều có một cái vùng đáy, và ba lần gần nhất ở đây thì chúng ta đều thấy cái diễn biến như vậy. Và đến thời điểm hiện tại thì đóng cửa tuần vừa rồi ở mức 46.75 và giá đã phục hồi trở lại so với cái vùng đáy kỹ thuật vừa rồi thiết lập vùng 44. Và với PE forward của Hòa Phát đang ở mức chỉ khoảng 7.5 lần thôi, nên đây là một cái vùng định giá chúng tôi cho rằng là rất là hợp lý với cái mức tăng trưởng tương đối mạnh của Hòa Phát so với ngành thép trong nay. Và PE hiện tại thì đang ở 11.5 lần, nhưng mà forward chỉ khoảng 7.5 lần thôi, và đây là cái vùng mà chúng tôi cho rằng là có thể xem xét đầu tư nắm giữ hoặc là trading đối với Hòa Phát. Chúng ta có thể xem xét tiếp tục gom mua ở vùng hỗ trợ thấp từ 43 đến 45.5 và kỳ vọng vùng bán từ vùng 55 đến vùng 60. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm thép đó là Nam Kim. Thì Nam Kim cũng là cái cổ phiếu rất là mạnh trong ngành thép, và vừa rồi Nam Kim ra báo cáo là kết quả kinh doanh quý 2 là đạt khoảng 850 tỷ. Những cái con số này đã gây bất ngờ rất là lớn đối với nhà đầu tư, khi mà tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp năm nay ở mức rất là cao, gần như tăng bằng lần so với những năm trước. Và giá của Nam Kim thì đã kiểm nghiệm chạm cái đường MA 50 ngày và bắt đầu có tín hiệu là phục hồi. Và chúng ta nhớ lại là cái vùng điều chỉnh thời điểm tháng 1 thì điểm thấp nhất mà Nam Kim chạm là cũng xoay quanh ngưỡng MA 50 ngày. Và riêng trong thời gian vừa qua thì
giá của Nam Kim đã xuyên qua đường MA 50 ngày, nhưng mà về phiên cuối tuần thì cũng đã bám sát, quay trở lại và bám sát cái đường MA 50 ngày này. Và cái vùng đáy kỹ thuật trong thời điểm vừa rồi là với vùng giá 30, chúng tôi cho rằng là với cái tốc độ tăng trưởng cao của lợi nhuận doanh nghiệp trong năm nay của Nam Kim thì giá có thể sẽ không thấp hơn cái vùng này được. Và điểm thứ hai là trong thời điểm vừa qua thì Nam Kim đã bán khoảng hơn 10 triệu cổ phiếu quỹ đều trên cái vùng giá 30 cả. Và nhà đầu tư lớn cũng đã chấp nhận mua với cái mức giá trên 30, thì điều đó chứng tỏ đây là một cái vùng đáy kỹ thuật tương đối tốt. Và trailing EPS, trailing 4 quý gần nhất thì Nam Kim đạt hơn 8.000 đồng một cổ phiếu. Và với mức EPS như vậy thì PE trailing chỉ còn khoảng 3,6 đến 4 lần. Và đây là một cổ phiếu mà đang ở mức PE định giá forward rất là thấp so với mặt bằng chung của thị trường, tức là cái upside về mặt giá vẫn còn tương đối tốt. Chúng tôi cho rằng là có thể tiếp tục có mua đối với Nam Kim ở vùng 30 đến vùng 31,5 và kỳ vọng bán ở vùng 38 đến vùng 45. Và theo thông tin chúng tôi nhận được thì trong 8 tháng đầu năm 2021 thì khả năng Nam Kim sẽ hoàn thành luôn kế hoạch của cả năm. Và chính vậy nên là đà tăng của giá cổ phiếu sẽ tiếp tục được tích cực nhờ cái xu hướng giá thép cuộn trên thế giới đang vẫn duy trì ở mức cao và đang tiếp tục cái xu hướng tăng. Và qua đó thì doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh được sản lượng bán và tăng được lợi nhuận. Đối với ngành chứng khoán thì chúng tôi tiếp tục cập nhật đối với giá của cổ phiếu MBS. Thì trong cái tuần vừa qua thì MBS đã điều chỉnh từ cái vùng 36-37 và điều chỉnh xuống sát cái vùng 30 và đóng cửa tuần vừa rồi là 29.5. Và có một cái đặc điểm là giá của MBS thì đã chạm đường MA 50 ngày và phục hồi trở lại. Và rất nhiều lần như vậy chúng ta thấy rằng đường MA 50 ngày và xa hơn chút là đường MA 100 ngày đang là cái đường hỗ trợ rất là mạnh. Và ngắn hạn đường MA 50 ngày đang ở vùng 28.1. Và đây cũng là cái vùng đáy của MBS trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cho rằng là ngắn hạn là nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép vẫn là những nhóm mà rất là mạnh đối với thị trường. Và vùng mua đối với MBS vẫn là cái vùng từ 28 đến vùng 30. Chúng ta có thể mua tích lũy ở vùng này và kỳ vọng vùng bán khi mà thị trường ổn định và phục hồi ở vùng 35 đến vùng 40. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm bất động sản đó là VHM. Thì VHM cũng đã có một cái nhịp điều chỉnh từ khoảng tầm 117-118 xuống đến mức thấp nhất vừa rồi là khoảng tầm 104-105 và đã phục hồi trở lại. Và đóng cửa tuần vừa qua thì giá VHM dừng ở mức 109. Và chúng tôi cho rằng là trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã khuyến nghị mã này khi mà kỳ vọng là vùng 104 đến vùng 108. Thì đến thời điểm hiện tại nhà đầu tư nào đã giải ngân được cái vùng thấp thì có thể tiếp tục nắm giữ. Vì đây là cái vùng hỗ trợ của đường MA 50 ngày, MA 100 ngày và đường trend line của một cái kênh tăng. Và chính vì vậy nên là chúng ta có thể nắm giữ hoặc là mua thêm trong cái khoảng giá là từ 104 đến 108 và kỳ vọng vùng bán từ vùng 120 đến 130. Và chúng ta thấy rằng là PE forward của VHM hiện tại đang ở khoảng 13,8 lần, 11,5 lần và PE hiện tại ở 13,8 lần. Và đó là một cổ phiếu bất động sản đầu ngành và với PE chỉ từ khoảng 11 đến 13 lần như này thì đang rất là hợp lý, định giá rất là hợp lý đối với một cổ phiếu bất động sản hàng đầu trên sàn niêm yết với vốn hóa rất là lớn. Chính vì vậy nên là đây là cái vùng mà chúng ta có thể xem xét giải ngân để kỳ vọng chốt lời ở vùng từ 120 đến vùng 130. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành điện đó là RE. Thì RE trong thời gian vừa qua thì đã có tín hiệu là điều chỉnh trở lại sau khi hai lần chạm vùng giá 60 nhưng mà không thành công, là khoảng 3 lần chạm vùng giá kháng cự vùng 60 không thành công. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy rằng là 3 lần chạm đỉnh 60 chưa vượt được, nhưng có khoảng cũng 3 lần chạm cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng giá là 49-50 đều phục hồi trở lại. Và lần này là lần thứ 3 và đây là cái thời điểm mà giá của VI đã chạm xuống sát ngưỡng Fibonacci 38.2% và đang có tín hiệu tích lũy phục hồi. Đây cũng là đường hỗ trợ của đường MA 200 ngày và PE forward và PE hiện tại của VI đang ở gần mức sát nhau là khoảng 8.9 lần, cũng là mức định giá tương đối hợp lý đối với VI trong thời điểm này so với mặt bằng chung của thị trường. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng là có thể xem xét mua
RE ở vùng 495 đến vùng 545 và kỳ vọng vùng bán ở vùng 56 đến vùng 64. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm dầu khí mà chúng tôi xin cập nhật đó là ga. Ga thì là một cái cổ phiếu mà trong cái nhịp vừa qua điều chỉnh rất là mạnh, tuy nhiên cũng có nhịp phục hồi rất là mạnh trở lại và gần như là trong cái nhịp điều chỉnh vừa qua cái mức điều chỉnh rất là ít và gần như là trong xu hướng là swing và đi ngang là chính. Và với vùng giá hiện tại là vùng 90 thì chúng tôi cho rằng là có thể tiếp tục nắm giữ hoặc gom ở vùng 86 đến vùng 88 và kỳ vọng chốt lời ở vùng 95 đến vùng 110 khi mà giá dầu trên xu hướng giá dầu vẫn đang có tín hiệu tích cực trên toàn cầu. Cổ phiếu tiếp theo là BSR. Thì trong tuần vừa qua thì chúng tôi khuyến nghị là có thể xem xét mua BSR từ vùng 14.5 đến 16.5. Trong tuần vừa qua thì mức thấp nhất của BSR là chạm về vùng gần sát 16 và đóng cửa tuần vừa qua là mức 17.9. Và đây cũng là mức là vùng hỗ trợ của cả Fibonacci và đường trendline trong cái kênh tăng của BSR. Chúng tôi cho rằng là nếu nhà đầu tư nào đã mua được BSR ở vùng hỗ trợ thấp thì có thể tiếp tục nắm giữ hoặc mua thêm ở vùng 15 năm đến vùng 17 và kỳ vọng vùng bán ở vùng từ 22 đến vùng 24. Sau khi mà tạo đáy kỹ thuật thì khả năng giá sẽ phục hồi và đi lên. Cổ phiếu cuối cùng trong nhóm dầu khí là PVS. Thì vùng giá hiện tại đang ở vùng 24.8 và đặc biệt của PVS trong thời gian vừa qua là khi mà thị trường giảm mạnh và tạo đáy thì thậm chí PVS còn đi ngược thị trường và lại còn có xu hướng là hai phiên tăng liên tục. Và chính vì vậy nên là đây là cái cổ phiếu mà đang có xu hướng là mạnh hơn so với thị trường chung. Và điểm thứ hai là về mặt kỹ thuật thì đang chạm cái đường hỗ trợ của cả Fibonacci và đường trendline của cái kênh tăng kéo dài từ 2020 đến nay. Và mỗi lần chạm trendline thì giá đều tích lũy tại đáy và đều bật mạnh trở lại. Và chúng tôi cho rằng là cái lần này cũng có thể là sẽ không ngoại lệ. Chúng ta xem xét vùng mua từ 23.1 đến vùng 24 và kỳ vọng vùng bán từ vùng 27 đến vùng 30. Xin hết. Vâng ạ, xin cảm ơn Hoàng Sơn ạ. Dự án Hoàng Sơn trong tuần hôm nay đã có những thông tin rất là cập nhật về tình hình dịch bệnh cũng như là về dòng tiền quốc tế tại sao